Rồi con xin chào các bác yêu xe đạp trên toàn quốc luôn. Hôm nay chiều con có mớ đồ nên con lục con đưa lên đây các bác tham khảo luôn. Đó, bác nào thấy được thì alo con ha. Đó, đầu vô con giới thiệu cho bác một cái đèn dầu. Cái đèn dầu nha, bằng đồng. Cái họng nó to chà bá luôn. Đèn này đèn bầu treo đó nha các bác. Này nó dây nó có treo nè, cái họng. Đó, núm đồ bằng sứ nè ha. Đó, xài ngon lạnh dần nè. Nè, tim lên xuống ngon lạnh ha. Này chỉ cần vô dầu là đốt thôi. Ừ. Có mớp méo ra thời gian nha bác. Này đèn Pháp. Đèn này quá trời bự. Vô dầu đây. Đèn này xương mua lâu lắm rồi. Còn đồng nè. Đồng Pháp nha bác. Trắng chân. Bên đèn xanh luôn nè. Đèn đồng này nếu mà bác nào mà có cái giá mà mắc cái bầu bầu sứ thì nó bị bể là gắn vô là quá trời đẹp luôn á. Nó bự bự khiếp. Rồi cái đèn dầu này con giao luôn với giá là 1.800.000 bao ship luôn nha. 1.800.000 bao ship cho cái đèn dầu này, bác nào về chơi treo được hoặc là gì nha, hoặc là đốt được được nha. Đó, tim là lên xuống ngon lành nha. Đổ dầu là xài nha các bác. Nè, đông lòng. Đó. Rồi, bác nào ưng được cái đèn này alo con nha. Đèn này cũng quá trời đẹp. Có cái bầu nữa, có cái gọng nữa là ngon lành. Nó về bắt tiêu cái gọng đầu rồi, con cũng không biết. Rồi. Con có một cái đèn này luôn nè. Cái đèn này là cái đèn đèn gáo nha các bác, bằng nhôm của Pháp. Ừ. Chữ nghĩa nè, con lành hết nha. Kiến này kiến thủy tinh nha các bác. Đó, kiến thủy tinh bóng vàng ghim. Cái đèn này quá trời đẹp. Đèn này bắt vô chiếc xe sắt cổ rồi hết bài luôn nè. Đó, bự chà bá luôn. Rồi cái đèn này con giao lưu giá là 2.200.000 bao ship luôn. Bác nào ưng được alo con. Đó, cái đèn này là cái đèn bắt cái dưới này nha các bác. Đó. Đó. Cái đèn mà cái đắt hai bên này là không có giá trị nha. Đèn bắt hai bên gì là không có giá trị bằng cái đèn bắt cái dưới này nha. Rồi. Bóng cá thủy tinh luôn nè. Mắc in ba găng ke đóng vô cá đàng hoàng nha. Rồi bác nào ưng được cái đèn này con alo con luôn. Cái đèn này xuất sắc. Đèn này đáng sưu tầm, đáng chơi. Rồi con cặp bi đanh nhôm luôn. Này hàng Đài Loan nha các bác. Đó, mắc hai cái nắp đậy nha. Đó, bi nhôm nhôm đẹp luôn. Mắc hai nắp đậy, ổn quá. Xài ngon lành luôn nè. Chưa có gơ lắc gì đó. Về kiếm hai cái nắp mũ của mấy chiếc của mấy cái kia gắn vô. Mấy cái bi đanh mũ. Rồi cặp này con giao lưu là 230k bao ship luôn nha. 230k bao ship cho cặp bi đanh luôn. Bác nào ưng được alo con. Bi đanh nhôm quá trời đẹp. Mắt cái dạ quang với mắt cái thôi nó là mắt giá trị của cái ấy luôn. Đây. Con có một cây cà ghê. Cây cà ghê này của Pháp nha các bác. Đó. Này cổ rồi nên nó không có được mướt nha. Nó mướt rồi nó mắc lắm à. Cái này thì được thôi, nó không mớp méo gì đó, nhưng mà nước nhôm còn đẹp nè. Này vệ sinh ra đẹp nè, nước nhôm này còn sáng đẹp. Rồi. Cây này nhỏ nha các bác. Đó, cây cà ghê này nó có cái đầu của nó hai bên này nè, nó hơi bị túm vô nè. Đây vô đây nó hơi túm vô tí xíu nha. Không phải túm là do cong nha, túm là do cái kiểu của nó nha các bác. Đó. Nó hai bên nó quàng lên nó túm vô tí xíu. Tay kiểu nó vậy. Nó ống được tròn vo ha. Không có mớp vô nào hết. Ống này cũng hởm, cũng có nhiều bác hỏi lắm mà con cái tại cái ông kia bác kia ông chốt rồi. Con nói bán rồi nhưng mà con nói để gửi địa chỉ ổng không thấy gửi luôn. Bao ngày nay em thấy gửi địa chỉ rồi con đem bán lại. Rồi con giao lưu là 1.200.000 bao ship cho cái KG này nha. Bác nào ưng được alo con. Đó, cái cây này cây cây Việt Nam ngày xưa nha, không phải là cây cây Việt Nam mà cây cây ngày xưa nhập Việt Nam nha, chứ không phải là cây cây của Tây xách về.
cái gai tây nó về nó hơi bự hơn chút. Rồi con có một bộ về giấy lồng luôn. Bộ về này con phá đẹp nha các bác. Đó, dây điện dây đủng là còn ngon lạnh hết nha. Đó, cái về này nước sơn nhưng mà xanh nó còn mờ mờ. Cái về này thì nó hơi xấu tí xíu chỗ này nha. Này nó xấu hơn xíu chỗ này. Đó. Đó, ra cà gỏi nha, nó xấu tí xíu thôi. Đó. Nó nứt này xíu nè. Chú lít nè ha, chú tuốt dưới luôn nè. Ừ. Còn nhiều là đẹp hết trơn nha. Cái này là của cái hãng Lifon nè các bác ơi. Chữ nghĩa rõ ràng thế nè. Bộ này chỉ xíu xấu xíu chỗ này thôi. Đó. Còn cái trước nè. Trước đẹp luôn. Rồi cái trước không có miếng chỗ nào mớp luôn. Giò về này là về gò tay ngày xưa có Pháp đó chứ. Đó, mấy giờ này mấy chiếc xe nữ đẹp nha, mấy xe nhôm nữ, mấy chiếc xe nhôm nam, dắt co, Avijac, ủa quên, Maxxe đẹp thôi nha. Này lắp Avijac cũng được nhưng mà không đẹp không. Avijac không xứng. Rồi, con về đây con giao luôn với giá là 2 triệu. 2 triệu 200k bao ship nha, bộ về giấy rồng này bác nào ưng được alo con luôn ha. Đó, con có hai cái bách treo xe luôn nè, hàng bãi luôn nha. Rồi một cặp vậy là 150, một cái là 100 bao ship. Đó, cái này là mấy bác muốn móc đứng rồi ha, móc ngang cũng được luôn ha. Móc đứng thì mình bắt gì ha, bắt gì rồi móc cái bánh trước lên ha, móc ngang thì cũng hả gì ở dưới ha. Đó, bánh nó nằm lên trên cái này, rồi cái này nó mầm như cái móc ở trên, cái nữa là hai cái ha. Rồi cặp 150, một cái 100 bao ship, bác nào được alo con. Đó, con có cặp niềng ma vít luôn nè. Đó, cặp niềng ma vít lông đền nha các bác, cổ 650. Đó, cái này là 1 cặp nè, này với này 1 cặp ha, này với này 1 cặp. Mà cái này là nó hư hên cái nha các bác, này nó hư hên cái nè, nó bị méo hên cái. Nè méo cái này nè. Đó. Đó méo này nè. Đó, bác chị mấy bác tự sửa được sửa, không sửa được thì mình lấy cái này mình bù qua ha. Cái này cũng là ma vít lông đền luôn. Cái này cũng 650 luôn ha. Cái này cũng hãng của hạt cùng hãng ma vít luôn. Nhưng con cái này cũng nói với bác nghe. Đó, hai cái sóng của nó khác nhau tí xíu. Nè. Cái sóng thằng này nó hơi mò lên tí xíu, thằng này nó ngang nè ha. Đó. Nên nó còn bán hữu nghị mấy bác gì chơi thôi. Đó, cái trước sao bác nhìn thấy kỹ không? Nó hơi nhích hơn tí xíu, ngon hơn tí xíu vậy đó. Cặp này vệ sinh ra đẹp nhé, bác nó nhôm còn sáng nè. Nhôm còn đẹp lắm. Rồi con xả cặp này luôn. Rồi con xả 930k bao ship. Đó, 930k bao ship cho cái cặp này ha. Còn cái này nó hư nè, nó bị méo tí xíu chỗ này nè. Cái bác gì muốn uống lại được thì uống nha. À, con cũng không biết nữa, này con bỏ không có tính. Con tính cái cặp này nha, cặp này bị lai ha. Xài ngon lành, xả cho nó mưa nha. Rồi bác nào được alo con luôn. Này dòng cổ nha, dòng cổ xưa giờ con nằm ở Việt Nam rồi chứ không có nằm ở bên Tây đem về đâu, nên giá nó mềm lắm. Rồi con có một cái bộ Camba Lolo vì Camba Lolo Centao nha. Đó, Centao, hàng này hàng chưa sử dụng, năm 53-39 nha, 10 nha. Hàng này chưa xài nha các bác. Đó, cốt bọng thông số trên này là 42 nha các bác. Thông số 42. Đó, hàng đây Camba Lolo của Ý sản xuất tại Kumani nha. Đó, cái cây trồng trái nó nằm đây ha. Giấy tờ nó đầy đủ ha. Đó. Và bộ này là bộ chưa xài, còn nằm trong hộp. Nó bác nào sưu tầm đi alo con. Găng cỏ ngon lành hết ha. Nói chung là hàng này hàng sưu tầm, hàng mới. Hàng sản xuất trước 2005 nha các bác. Đó, hàng sản xuất trước 2005. Rồi, bác nào ưng được cái bộ này alo con ha, giao luôn bộ này giá là 3.300k bao ship. Đó, bác nào ưng được alo con. Đó, quá trời đẹp cho bộ này luôn. Hàng này sản xuất tại Rumani nha. Đó, Rumani. Rồi, cái thằng này nó nghỉ sản xuất tại Italy, nó nghỉ sản xuất rồi.
đó sản xuất tại Romania, cũng là những nước châu Âu thôi. Rồi con dao lưu chắc bán một cái sườn cổ luôn, sườn này sườn bigaton cổ nha các bạn. Sườn này tổng thể là cũng như mấy ống này trên này lành lặn trơn, như có hai cái cầu dưới này nó hơi bị nè nhâm nhâm nè, nó có theo thời gian nó có cũ rồi, nó giống như là nó có gọt gỗ đó. Đó sườn này sườn cổ ba dắt co nhôm nha, dắt co nhôm. Đó ống trên này là ống xi nè, ống xi ha, này dắt co nhôm luôn. Nó dắt co nhôm đẹp luôn ha. Đây tem zin ha, đó tem zin luôn. Đó cái kiếm của nó khác nào, kiếm zin đẹp hết hồn không. Đó kiếm zin ha, ba dắt co nhôm luôn. Cái này là cho người ta sơn lại nha, người ta sơn lại nhưng mình cho sơn tay không có đẹp đâu. Cái này mình phải đem như thợ thầy đồ sơn mới đẹp nổi rồi. Cái sườn cổ rồi phải sơn, phải là muốn sơn được sơn đâu. Đó mấy cái ống này thì đẹp nè, chỉ có hai cái lũa này nó hơi tệ tí xíu thôi. Đó rồi cái sườn này con giao luôn với giá là 1.500.000 1.550.000 bao ship nha, 1.550.000 bao ship cho cái sườn cổ này. Bác nào ưng được alo con. Cái giò này là cái giò automatic nha các bác, auto nha. Cái giò này là mình khi mình bắt vô cái dĩa là mình trả cái giò, là cái dĩa cái clip nó không quay nha. Giò này là giò auto đó. Mà bác nào ưng được nào thì alo con đó luôn. Rồi hôm nay bữa nay con có nhiều đó, bác nào thấy được nào ra luôn đó ha. Xin chào các bác.